Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày canh ngọ tháng Quý Tỵ. Năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo, các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước Vai ngũ hành ngũ hành niên mệnh lọ bàng thổ ngày canh ngọ tức chi khắc can nghĩa là họ khắc với kim và ngày hôm nay là ngày hùng Vài nạp âm lọ bàng thổ kỵ tuổi giáp tý bính tý ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi bính ngọ, nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày ngọ lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất thành họa cục, xung với tí, hình ngọ, hình dậu, hại xỉu, phá mão và tuyệt hợi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi nhâm tí, bính tí, giáp thân, giáp dần, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức, tốt mọi việc, sao thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tử, sao u vi tinh, tốt mọi việc, sao thanh long hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao hoàng sa, xấu đối với việc xuất hành, sao nguyệt kín chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao ly sàng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây bắc, tài thần, hướng tây nam. Và sau đây, mời các bạn đốn xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem Từ vi tuổi Tý thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu và cái điều này làm cho bạn đang trải qua một ngày không được in ả cho lắm. Ngày này với bạn tuổi tí, những chuyện mâu thuẫn, hiểu lầm càng ngày càng thêm sâu sắc hơn và nghiêm trọng hơn giữa các thành viên trong gia đình. Chuyện từ nhỏ bị quan trọng hóa vấn đề, chẳng ai chịu lắng nghe đối phương giải thích mà chỉ một mực hiểu thiệu ý của mình cho rằng chỉ mình mới là người đúng chứ chẳng hề quan tâm tới thực hư ra sao. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tí, đối với những bạn đang còn độc thân thì đang cảm thấy chán nản trước những lời thúc giục từ phía gia đình. Bạn chưa sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới, nhưng tiếc là người thân của bạn lại không chịu hiểu cho điều đó mà hết lần này tới lần khác cứ ép thúc bạn. Vài từ vi tuổi giáp tí thuộc mệnh kim, thiếu đi sự chỉn chu trong cách thể hiện tình cảm. Từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, cần phải mở rộng lòng mình để đón nhận tất cả. Từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, cần phải thấu hiểu và bao dung nhiều hơn. Từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ, đừng quá mức cố chấp, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, đường tình duyên trắc trở không được như ý. và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. từ vi tuổi xỉu thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi xỉu cho chúng ta thấy là bạn tuổi xỉu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành ngọ xỉu tư hại và cái điều này có thể sẽ làm cho bạn tuổi xỉu cần phải thoát ra khỏi vũa bọc an toàn dĩ hòa vi quý của mình nếu không muốn hạnh phúc của mình bị phá vỡ với bạn tuổi Sửu đã có kẻ giáp tâm lấy đi những gì mà bạn đang có sao bạn có thể khoanh tay đứng nhìn được và bạn tuổi Sửu khi mà hạnh phúc của bạn đang bị đe dọa bạn cần phải chủ động để bảo vệ hạnh phúc của mình chứ đừng có chần chừ do dự cộng trở nên cả nể nếu như bạn không uh, thương lấy chính bản thân mình thì chẳng ai thương bạn nữa đâu trong ngày này đối với các cặp đôi có thể phải đối mặt với chuyện tình cảm, xa mặt cách lòng. Nếu không biết cách hâm nóng tình cảm, kéo dài khoảng cách giữa hai người lại, thì yêu rằng mối quan hệ giữa bạn và người ấy sẽ càng ngày càng trở nên lỏng lẽo và nhạt nhẽo hơn. Vài từ vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim không thực sự hiểu được suy nghĩ của đối phương từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nên dành thêm thời gian cho người mà mình yêu thương, từ vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa hãy trân trọng tình cảm của đối phương, từ vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ có những chuyện nên để cho nó lạng quên vào quá khứ, từ vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, mâu thuận bị bùng nổ có nhiều vấn đề phát sinh. Về đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phụ trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tốt phù trợ cho nên với bạn tuổi dần thực sự tự tin vào bản thân mình và điều đó đã tạo cho bạn thêm được sức hút cá nhân người ấy bị cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên và không thể nào không chú ý tới bạn được. Cái chuyện tình cảm đã nhiên nhốm dần, bạn mệnh tuổi dần sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc và cảm thấy hạnh phúc khi mà bạn đang gặp được ngày có cục diện tam hợp ở bên. Bạn tuổi dần cũng cần phải mở lòng mình để đón nhận tình yêu, chớ nên để cho những toàn tính thiệt hơn là mình trở nên bất hạnh. Ngày này, đối với các cặp vợ chồng thì thực sự được thoải mái khi được ở bên nhau ngày này. Dù bạn và người ấy chẳng cần nói gì nhiều với nhau, nhưng cũng có thể hiểu được đối phương cùng mỉm cười nhìn ngày tháng dần trôi. Về từ vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, có nhiều chuyện vui báo về. Từ vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, hạnh phúc lan tỏa khắp nơi. Từ vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ hãy mở lòng để đón nhận tình yêu từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc bạn có thể đang có may mắn hơn người khác từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim có chuyện nên chia sẻ nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 Số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, thứ bảy, ngày 22 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mạo đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu và cái điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn và người ấy thực sự đang có những mâu thuẫn tranh cãi nảy lửa kể từ khi buông lời tuyệt tình với bạn tuổi mạo đã khiến cho đối phương thực sự cảm thấy bị tổn thương tình cảm bị rạn nứt một cách nghiêm trọng và với bạn tuổi mão nếu bạn nghĩ lại và cảm thấy muốn cứu vạn mối quan hệ giữa mình và người ấy thì hãy hành động thật nhanh. Nếu không, bạn sẽ thấy rằng tình cảm tan biến không phải là điều không thể xảy ra. Trong ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, có thể cảm thấy rung động khi đứng trước đối phương nhưng bạn lại ngần ngại vì không thực sự tự tin vào bản thân mình và không dám thể hiện bản thân bày tỏa lòng mình với người ấy. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy cần phải nhanh chóng hành động, nếu như bạn muốn cứu vớt về tình yêu từ vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa có những ấn tượng tốt với đối phương, từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tình cảm tiến triển không được như mong đợi, từ vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, dễ cảm thấy bị tổn thương và buồn bã, từ vi tuổi Quý Mão Thuộc mệnh Kim không dễ dàng để hiểu được chuyện đã qua vài đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 6 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu điên màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Hợi tuổi Mùi Từ vị tuổi Thìn, thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Thìn ạ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang có được báo hiệu trải qua một ngày gặp nhiều may mắn khi cả chuyện tình cảm và tài lộc của bạn đều được như ý muốn. Ngày này với bà tuổi Thìn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho nên bạn đang có được cơ hội để kiếm tiền. Bạn cần phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt bạn tuổi thìn nhé. Cơ hội kinh doanh buôn bán trong ngày này với bạn cũng không có nhiều. Điều đó đòi hỏi với bạn phải có sự dứt khoát và quyết đoán hơn khi lựa chọn của mình. Đi đúng thì tiền về đầy tay, còn đi sai thì bạn phải chấp nhận sự tổn thương có thể xảy ra mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang rất tốt đẹp. Người ấy quan tâm và chăm sóc hết lòng cho bạn và bà tuổi Thìn đang cảm thấy mình thực sự hạnh phúc. Khi mà đối phương đã hiểu và thông cảm cho những nỗi khó khăn vất vả mà bạn đang gánh trên đôi vai của mình. Về từ vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, kiếm tiền một cách dễ dàng, tiền bạc ùn ùn kéo về, từ vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ có được nguồn thu nhập dồi dào, từ vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc kinh doanh phát đạt, có được quý nhân giúp đỡ, từ vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim tình cảm tín trị một cách nhanh chóng, từ vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy dễ tìm được người mà mình yêu thương. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội sẽ tạo điều kiện để cho bạn được tỏa sáng bạn tuổi tỵ đang có được những cuộc gặp gỡ bất ngờ biết đâu sẽ mang tới cho bạn có được nhân duyên để bạn mệnh tìm thấy được tình yêu của đời mình tuy nhiên trong ngày này với bà tuổi tỵ lại đang có sự xuất hiện của tỵ kim chiếu mệnh. Điều này cho thấy với bạn có thể sẽ phải hối hận vì sự độc đoán bất chấp của mình trong chuyện kiếm tiền, tài lộc tan biến trong chớp mắt. Và với bà tuổi tỵ cũng không thể tin nổi vào mắt mình khi chứng kiến những điều đó. Nhưng sự thực là bạn đã sai, bạn đã phạm phải sai lầm bạn tuổi tỵ chẳng thể nào phủ nhận được sự thật ấy mà nguyên nhân là do bạn đã vội vàng mà chẳng chịu nghe theo những lời khuyên ngăn của những người khác. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa cẩn thận mất tiền vì không nghe theo lời khuyên can của mọi người. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ không cần phải lo lắng quá chuyện gì cũng sẽ đau vào đấy. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc nên chăm chỉ làm việc để hưởng thành quả từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim chuyện tình cảm đã sáng rõ không còn khúc mắc từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy đường tình duyên được khởi sắc không ngừng về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi dậu tuổi sửu tuổi thân từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là bà tử ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Ngọ ngọ tự hình cái điều này cho thấy bạn tuổi ngọ đang trải qua một ngày chẳng chịu cười vui mà cứ nhốt mình trong những bức tường buồn bã và ân hận. Bạn tích nối về những tháng ngày đã qua không thể tha thứ cho bản thân mình nữa. Với bạn tuổi ngọ trong ngày này, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên quá mức bi thương. Chuyện gì qua thì hãy để cho nó trôi qua và hãy lấy đó làm bài học tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình, chứ đừng có vì thế mà dằn vặt bản thân mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tử ngọ lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh vì tinh thần của bạn không được ổn định. Cho nên, bà tử ngọ đã để lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền ngôn ăn bày ra trước mắt. Dù bạn có làm thì cũng chẳng được như ý, chỉ vì chẳng đủ tập trung để đạt được hiệu quả như mong muốn về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim tiền bạc dễ tiêu biến vì nhiều nguyên nhân khác nhau từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nên vượt qua nỗi đau trong quá khứ từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa đừng có để cho mình đánh mất tự tin từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ hãy suy nghĩ tích cực và vui vẻ hơn từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nên kiểm soát tốt dòng tiền trong tay và đánh giá của bà Tử Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ Vui tuổi Mùi, thứ bảy, ngày 22 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang bước qua ngày mới, thực sự không chia giấu được niềm vui mà mình đang sở hữu. Ngày này bà tuổi Mùi đang gặp được ngày có cục diện ngọ mùi nhị hợp, bạn đang có được vận quý nhân sẽ tới trao cho bạn có nhiều bất ngờ về tình yêu. Người ấy sẽ thổ lộ tình cảm của mình, bạn không cần phải trông chờ mãi nữa. Sau bao nhiêu cố gắng thì người ấy cũng thực sự cảm nhận được sự chân thành của bạn và rung động trước tấm chân tình của bạn nữa rồi. Và nụ cười của người ấy dành cho bạn khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Với những hy sinh trước đó là hoàn toàn xứng đáng và bạn cũng muốn cho người ấy cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao mà bạn đang sở hữu nữa. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, tình cảm đã đến thì hãy mở lòng mình đón nhận. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, ai cũng có lúc mắc phải sai lầm, cho nên bạn cần phải thông cảm. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, cần phải trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, đừng làm nghiêm trọng hóa vấn đề. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, hãy học cách tận hưởng cuộc sống. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi ngọ tuổi hợi từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thân đó, cho chúng ta thấy là bà tuổi thân đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc nữa với bạn đang có được sự sáng tạo và chủ động để tìm ra cơ hội cho bản thân mình và bản mệnh thực sự là người tài giỏi. Và với bạn tuổi thân, có biết bao nhiêu người phải trầm trò ngưỡng mộ về tài năng kiếm tiền của bạn, dường như chẳng có điều gì có thể ngăn trở bạn có được điều mà mình muốn khi mà bạn có được sự linh hoạt nhanh nhạy đáng nể nữa. Có điều trong vận tình ngày thứ bảy này với bà tuổi thân lại đang gặp ngày có ngộ hành xung khắc cái điều này sẽ dẫn đến những mâu thuẫn trong gia đình của bạn bạn mệnh tuổi thân đang cảm thấy quá mệt mỏi khi hết lần này tới lần khác phải chạy theo rõ dành đối phương cho nên mặc kệ mọi sự ra sao thì ra về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, tiền bạc được dồi dào nhờ làm việc chăm chỉ. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, tình cảm mâu thuẫn do chưa hiểu được nhau. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không tìm được tiếng nói chung giữa hai người từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc ngày tay trái đem lại cho bạn thêm nguồn thu nhập từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim cần phải hiểu đâu là lúc làm gì về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tụi tí, tụi thìn, tụi tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu đang trải qua một ngày có vận trình hung cát đan xiên buồn vui lẫn lộn và tử vi cho thấy bạn mệnh tuổi dậu đang có được chính tài ở bên chia chở cho bạn cho nên bạn đang có được nguồn thu nhập vững vàng và ổn định trong ngày hôm nay bạn mệnh tuổi dậu không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc Xong, với bạn cũng chớ vì thế mà tiêu xài hoang phí, không chịu tiết kiệm cho tương lai. Chẳng ai biết được chuyện gì có thể xảy ra trong tương lai đâu bạn tuổi dậu nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày có họa kim bất dung. Cái điều này cho thấy, người ấy có thể sẽ nảy sinh hiểu lầm sau những sự lạnh nhạt của bản mệnh thể hiện có chuyện gì không như ý thì bạn mệnh tuổi dậu hãy thẳng thắn nói ra, đừng có im lặng, giấu kín ở trong lòng như vậy. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, mâu thuận nảy sinh do hiểu lầm chồng chất, từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa cần phải dừng lại trước khi quá muộn, từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ nguồn thu nhập được dồi dào, tiền bạc rộng rĩnh, từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc có được may mắn hơn nhiều người khác từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim hãy bình tĩnh để xử lý vấn đề về đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 7 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cá tường màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Sửu Tùy thìn, tùy tị. Từ vì tuổi thìn, tuổi tỵ. từ vi tuổi tuất thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021. xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là bà tuổi tuất trong ngày này đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày thực sự là may mắn khi mà cả chuyện tình cảm lẫn tài lộc của bạn đều được như ý muốn ngày này với bạn tuổi tuất đang gặp được ngày của ngũ hành tam hợp dần Ngọ tuất phù trợ cho nên tình yêu cuối cùng cũng đã nở nụ cười với bạn mệnh nữa rồi. sau bao nhiêu tháng ngày tìm kiếm bạn tuổi tuất cũng tìm được bến đỗ cho trái tim mình người ấy khiến cho bạn thực sự điêu đứng với từng ánh mắt nụ cười mới gặp hôm qua mà dường như đã quên biết cả kiếp này rồi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, trao cho bạn có được nhiều may mắn về tài lộc. Cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán đang tiến triển rất thuận lợi. Bạn đang có được vận quý nhân giúp sức, mối quan hệ làm ăn từ trước đó của bạn thực sự cũng đủ để mang lại lợi nhuận vượt trội cho bản mệnh nữa. Về từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, tình duyên rực sáng, tiền bạc rộng rĩnh, từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ có được nhân duyên như ý muốn, từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc dễ tìm thấy được người tâm đầu ý hợp, từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim tiền đầy túi mà tình cũng đầy tim, từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy dễ kiếm tiền bằng làm ăn buôn bán. Vài đánh giá của bà tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. từ vi tuổi hỏi thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hỏi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hỏi đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi hỏi nếu như bạn không tỉnh táo thì tiền bạc sẽ trôi tụt khỏi tầm tay của mình trong ngày. Bạn đang có điểm báo sự tin tưởng mù quáng của bản mệnh sẽ khiến cho bạn phải hối hận về sau này. Và với Hời, bạn tuổi hợi, bạn trở nên dễ dàng tin lời của người khác quá mức. Bạn có thể sẽ gặp phải những tình huống yếu lìa mà chẳng thể nào dễ dàng giải quyết được. Thậm chí còn vướng phải những mớ bỏng bong, rứt mại chẳng ra. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi, lại đang gặp ngày có họa thủy mâu thuẫn với nhau. Cái điều này làm cho bạn cái chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy có thể rạn dạ nứt vì chuyện tiền bạc. Các cặp vợ chồng có sự tranh cãi không tìm được tiếng nói chung, cũng không tìm được cách để giải quyết trong tình cảnh hiện tại nữa. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, tiểu nhân phá hoại, cuộc sống nhiều bất trắc. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, có những chuyện không biết chia sẻ cùng ai. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, buồn bực, chán nản, gây ra sự tranh cãi. tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, dễ gặp chuyện ngoài ý muốn, do tiểu nhân hàm hại. tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, cần phải giữ chặt tiền bạc trong tay mình. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.